bàn giao hai ban đại diện nhiệm kỳ cũ là và nhiệm kỳ mới, thì trong khoảng vài tháng vừa qua thì Quốc gia nghĩa tử chúng ta, một số anh em chúng ta đã cố gắng và rất là nỗ lực để mà thành lập và bầu cử cho cái ban bầu cử mới mà chúng ta sẽ được nhìn thấy trong ngày hôm nay. Khi trước khi mà để mà trình bày cái trình bày ban đại diện mới thì xin ban đại diện cũ là anh Khánh.